Một doanh nhân giàu có nổi tiếng mới bị ốm. Ông cần một bác sĩ chuyên nghiệp và sẵn sàng trả rất nhiều tiền. Nhiều bác sĩ giả danh đã ứng tuyển, mong sẽ nhận được số tiền đó. Hãy xem hồ sơ xin việc của họ và tìm xem ai là bác sĩ thật. Hồ sơ viết ông Robert Green sinh ngày 31 tháng 11 nhưng ngày này không tồn tại. Tháng 11 chỉ có 30 ngày, vì vậy hồ sơ này chắc chắn là giả. Còn với Matthias Johnson, nơi sinh chỉ đề cập bang chứ không có thành phố. Nếu tôi là người đàn ông giàu có đó, chắc chắn tôi sẽ chọn ứng viên đầu tiên. Leslie sống trong một ngôi nhà, ở đây cô không được phép nuôi thú cưng. Nhưng một hôm, cô tìm thấy một chú chó rất dễ thương chưa có chủ. Cô không thể cưỡng lại và mang nó về nhà. Vài tuần sau, chủ nhà gõ cửa nhà cô. Leslie giấu con chó và mở cửa ra. Tuy nhiên, người chủ ngay lập tức biết cô ấy đang nuôi chó. Làm sao anh ta biết được? Cô ấy quên giấu thức ăn của chú chó. Một gói đồ ăn lớn vẫn ở trong phòng của cô ấy kia kìa. Tatum nhận được tin nhắn rủ đi chơi từ ba chàng trai khác nhau: Zion, Toby và Brick. Cô ấy thích đọc, đặc biệt là chuyện trinh thám, và cô đã kể sở thích này với mỗi chàng trai. Bạn có đoán được anh chàng nào đã nói dối cô ấy dựa trên phản ứng của họ không? Zion: chắc chắn rồi, anh cực kỳ thích chuyện trinh thám. Ông của anh còn quen ngài Sherlock Holmes mà. Toby: anh cũng thế. Năm ngoái anh đã đọc 200 cuốn sách và hầu hết là chuyện trinh thám. Brick: chà, hay quá. Mẹ anh sở hữu một hiệu sách ở New York và bà luôn mang sách cho anh nên anh cũng thích đọc. Zion đã nói dối. Sherlock Holmes là một nhân vật trong sách và chưa bao giờ tồn tại trong đời thực, nên ông của Zion không thể quen ngài ấy được. Eloise tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Cô ấy mời ba người đến và nhận được ba món quà: một đôi găng tay, một túi mỹ phẩm và kính râm. Tuy nhiên, Eloise không thích một trong ba món quà. Bạn có đoán được món quà nào và tại sao không? Cô ấy không thích đôi găng tay. Cả hai chiếc đều là găng tay phải. Ba cô zombie đang đuổi theo Jake. Một trong số đó là bạn gái cũ của anh ta. Bạn có biết là cô nào không? Hãy nhìn kỹ vai của Jake. Anh ấy có một hình xăm dòng chữ J cộng L. Đây hẳn là chữ cái đầu tiên trong tên của anh ấy và bạn gái. Nếu để ý kỹ hơn, bạn có thể thấy cô zombie B có một thẻ gắn vào chân viết Lucy. Đó hẳn là tên của cô ấy và bắt đầu chính xác bằng chữ cái L. Vì vậy, zombie B là người yêu cũ của anh ấy. Esme đi dạo trong rừng và bị lạc. Cô ấy đã lang thang cho đến khi tới gần nhà của mụ phù thủy. Cô ấy nựng chú mèo của phù thủy và nhờ phù thủy đưa cô về nhà. Phù thủy đồng ý để Esme đi nếu cô gái đoán được tên của mình. May thay, có một gợi ý: thủ đô của Romania, thủ đô của Oman, thủ đô của Spain, Tây Ban Nha và thủ đô của Egypt, Ai Cập. Esme đã đoán được. Bạn có đoán được tên của phù thủy là gì không? Romania chỉ có một chữ cái viết hoa và đó là R. Chữ cái viết hoa của Oman là O. Spain cho chúng ta S và từ Egypt chúng ta có I. Vậy tên của phù thủy là Rose. Ngay trước khi một nhà hàng chuẩn bị mở cửa, có kẻ đã lấy trộm toàn bộ tiền trong văn phòng. Một thám tử đến để tham vấn. Đầu bếp nói mình đang mải làm việc chứ đâu có thời gian lượn lờ nhìn ngó. Thế nên anh ta chẳng thấy gì. Anh bảo vệ nói là anh đang ở trong phòng vệ sinh và không ăn trộm gì cả. Người phục vụ khai là nhìn thấy một khách đến văn phòng nhưng không nhận ra có gì bất ổn và đã không ngăn anh ta lại. Người phục vụ đã bị bắt vì ăn cắp tiền. Tại sao vậy?
nhà hàng đang đóng cửa thì làm gì có khách nào bên trong chứ? Indiana muốn tặng mẹ mình món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, nhưng lại không có ý tưởng nào. Vì vậy cô lén mở máy tính của mẹ để xem bà có gì trong giỏ hàng trực tuyến hay không. Máy tính của mẹ cô ấy yêu cầu mật khẩu và Indiana không biết điều đó. May là có một gợi ý. 9144914141. Bạn có đoán được mật khẩu là gì không? Mỗi số là số thứ tự của một chữ cái tương ứng trong bảng chữ cái. Chữ cái thứ 9 là I, chữ cái số 14 là N, chữ cái số 4 là D. Số 9 lại là I, chữ cái đầu tiên là A, chữ cái thứ 14 là N. Và rồi một lần nữa lại là A. Vì vậy, mật khẩu là Indiana. Emma, Maeve và David thích nước ép táo. Anna, Layla và Ava thích nước cam. Theo cùng một logic, Atlas thích loại nước ép nào hơn? Emma, Maeve và David chỉ có một chữ cái A trong tên của họ, nên họ được nhóm lại với nhau. Anna, Layla và Ava có hai chữ cái A trong tên của mình. Tên Atlas chứa hai chữ cái A nên cô ấy thích nước cam hơn. William đang đi du lịch ở Thái Lan. Một hôm, anh gặp một cô gái xinh đẹp và làm quen với cô ấy. Anh đã mời cô ấy đi hẹn hò với mình. Cô gái đồng ý sẽ đi chơi cùng William nếu anh chàng đoán đúng tên cô ấy. Vì thực sự thích anh chàng nên cô đã gợi ý cho anh ấy. Tên em là 2/7 của Germany, 2/5 của Nepal, 2/9 của Singapore và 1/5 của Spain. Bạn có đoán được cô gái tên là gì không? Hai phần bảy của Germany có nghĩa là 2/7 chữ cái trong từ Germany, Ger. 2/5 của Nepal cho chúng ta, Ne. 2/9 của Singapore là Si. Và 1/5 của Spain là S. Vì vậy, tên của cô gái là Genesis. Cảnh sát đang truy tìm kẻ đã cướp ngân hàng của thành phố. Họ biết được thông tin hắn đang cố rời khỏi đất nước nên họ đã đến sân bay và bắt đầu thẩm vấn mọi người. Một người đàn ông, Bryce, nói rằng anh ta là giáo viên môn địa lý và đang đi du lịch đến Đức, Ba Lan và xứ thần tiên. Một nghi phạm khác, Savannah, nói rằng cô ấy là một người mẫu đế ní để thực hiện một buổi chụp ảnh. Max, một sinh viên, nói rằng anh ấy sẽ về nhà ở Ukraine trong kỳ nghỉ giữa năm học. Bạn có biết ai là tên cướp không? Đó là Bryce. Sứ thần tiên là một đất nước không có thật. Nếu thực sự là một giáo viên địa lý, anh ta hẳn phải biết nơi đó không tồn tại chứ. Annika tỉnh dậy và phát hiện ra cô đang không ở trong phòng của mình mà trong một ngục tối. Cô cố gắng mở cửa nhưng nó yêu cầu mật khẩu, gợi ý cho biết. CHBTN, bạn có đoán được hai chữ cái tiếp theo không? Đây là dãy các chữ cái đầu tiên của các ngày trong tuần. C là chủ nhật, H là thứ hai, rồi đến 3, 4, 5. Hai chữ cái cuối cùng là S và B, thứ 6 và thứ 7. Bà Lawrence có ba cô con gái tuổi teen, Serenity, Kennedy và Autumn. Họ đều bị cấm túc và không thể ra khỏi nhà. Tuy nhiên, một người hàng xóm đã mách là nhìn thấy một trong ba cô gái ở trung tâm mua sắm, nhưng không biết đó là cô nào. Bà Lawrence về nhà và hỏi xem các con đã làm gì. Serenity nói rằng cô ấy đã đọc sách cả ngày. Kennedy nói rằng cô ấy đã xem phim trong phòng và chưa bước chân ra khỏi nhà. Autumn bảo mẹ là mình đã ở vườn cả ngày. Bà Lawrence ngay lập tức biết ai nói dối. Bạn có biết không? Nhìn kìa, giày của Kennedy và Autumn đều bẩn.
Với Autumn thì thế là bình thường vì cô ấy nói mình ở trong vườn. Nhưng Kennedy nói mình chưa rời khỏi phòng nên đôi giày của cô ấy không thể bẩn đến vậy được. Cô ấy chắc chắn đã nói dối. Dakota bị tai nạn xe hơi và bị mất trí nhớ. Ở trường, cô ấy là nữ sinh nổi tiếng và mọi... Gerald là trưởng khoa tại một trường đại học. Sáng nay ô tô của thầy đã bị mất cắp. Không lâu sau, cảnh sát đã tìm thấy ba chiếc xe ở bên kia đường. Tên trộm đã tông vào một cây cột và tẩu thoát. Cảnh sát thẩm vấn ba nghi can. Holly nói, tôi bận lên lớp cả buổi sáng, sau đó tôi đi dạo với bạn bè. Brian nói, lúc đó tôi đang xem bài kiểm tra. Rob nói, tôi đã trốn học và ở studio của bạn gái suốt cả ngày. Bạn có đoán được ai đã lấy trộm xe hơi không? Đó là Holly. Hãy quan sát kỹ bên trong xe. Cô ấy bị mất một bên bông tai. Tổng số tuổi của Jenny và Jasmine là 49. Jenny lớn tuổi gấp đôi Jasmine khi Jenny bằng tuổi Jasmine bây giờ. Hai chị em bao nhiêu tuổi? Jenny 28 tuổi và Jasmine 21 tuổi. Lisa thích nho nhưng không thích khoai tây. Cô ấy thích bí nhưng không thích rau xà lách. Ngoài ra cô ấy thích đậu Hà Lan nhưng không thích hành tây. Theo cùng quy tắc đó, cô ấy sẽ thích bí đỏ hay táo. Bí đỏ, bởi vì Lisa chỉ thích những loại quả mọc trên dây leo. Từ nào sau đây không thuộc về nhóm này và tại sao? Chords. Tất cả các từ khác chỉ được đảo chữ từ các chữ cái giống nhau. Hai người tham gia một cuộc thi. Họ phải giữ thứ gì đó. Cuối cùng, ban giám khảo công bố người chiến thắng. Đó là một người bị trói tay chân. Sao người đó có thể làm được? Rất đơn giản, các thí sinh đã phải giữ hơi thở và người bị trói đã nín thở được lâu nhất. Becky đang nghĩ về một từ gồm 7 chữ cái mà chúng ta rất hay đọc. Các chữ cái 5, 6 và 7 lớn lên qua mỗi năm, chữ cái 3 và 4 giống nhau. Chữ cái 3, 2 và 5 chiếm hơn 70% thế giới. Becky đang nghĩ đến từ gì? Câu trả lời đúng là message, tin nhắn. Age hay tuổi của chúng ta tăng lên hàng năm và C, biển, bao phủ hơn 70% hành tinh. Amy đang nhìn Nick và Nick đang nhìn Mia. Amy đã kết hôn, còn Mia thì chưa. Có phải người có gia đình đang nhìn người chưa kết hôn? Bạn sẽ chọn trả lời có hay không, hay thông tin này vẫn chưa đủ? Câu trả lời chính xác là có. Có thể có hai sự kết hợp ở đây. Nếu Nick đã kết hôn, Mia, người chưa kết hôn, đang nhìn anh ấy. Nếu Nick chưa kết hôn, chúng ta vẫn có Amy, người đã kết hôn. Trong trường hợp này, cô ấy đang nhìn Nick. Người còn độc thân cũng đáp ứng được các yêu cầu. Năm người bạn đang ăn táo. Amy ăn xong trước Bob, nhưng sau Kat. Dan ăn xong trước Eve, nhưng sau Bob. Bạn có thể tìm ra thứ tự chính xác của những người đã ăn xong táo không? Kat, Amy, Bob, Dan và Eve. Công việc của Eric là trông coi một bãi đậu xe của siêu thị. Một ngày nọ, anh ấy đang đi quanh khu vực như thường lệ thì nhìn thấy có người đã đậu xe ở giữa đường lái xe. Anh ấy hỏi bốn người phụ nữ, thưa các cô, ai là chủ nhân của chiếc xe này? Cả bốn người phụ nữ đều trả lời, đó không phải là xe của tôi. Eric đã nhìn kỹ chiếc xe và tìm ra chủ nhân của nó ngay lập tức. Bạn có đoán được ai trong số những người phụ nữ này là chủ nhân của chiếc xe không?
đó là người thứ nhất. Cô ấy là người duy nhất không đeo túi. Túi của cô ấy ở trong xe. Peter về nhà vào buổi tối và thấy ô tô của mình đã bị hỏng. Ba người bạn cùng phòng của anh ấy đã ở nhà. Peter quyết định tìm ra người có tội. Vì vậy, anh đã hỏi họ. Josh trả lời, tớ không động vào xe của cậu. Lúc đó, tớ đang dắt chó đi dạo. Mike nói, không phải tớ đâu. Tớ đã đá bóng với bạn bè. Và Will nói, không có gì đặc biệt xảy ra ngày hôm nay. Tớ chỉ sang chơi với hàng xóm của chúng mình mà thôi. Bạn có thể phát hiện ra ai là người nói dối không? Đó là Will. Anh ấy nói rằng đã ghé thăm hàng xóm, nhưng không có ai sống trong ngôi nhà hoang này cả. Thêm vào đó, má của anh ấy cho thấy anh đã gặp nạn. Sophie đang ngủ. Belle và Chloe là chị em sinh đôi. Một năm, Belle có sinh nhật vào thứ sáu. Chloe tổ chức sinh nhật hai ngày sau đó, vào chủ nhật. Khách đến dự tiệc sinh nhật của cả hai đều không tin cặp song sinh lại có sinh nhật cách nhau hai ngày, nhưng hai cô gái đã cho xem giấy tờ tùy thân và giải thích mọi thứ. Vậy thì, sao điều này lại có thể? Cặp song sinh sinh ra vào ban đêm. Belle sinh ngay trước nửa đêm vào ngày 28 tháng 2. Chloe sinh ngay sau nửa đêm vào ngày 1 tháng 3. Năm nay là năm nhuận và ngày 29 tháng 2 nằm giữa hai ngày trên. Inoni sống ở một trang trại nơi cô có ngựa, thỏ và gà. Đây là những gì cô nói về những con ngựa của mình. Tất cả những con ngựa của tôi, trừ hai con, đều có màu đen. Ngoài ra, tất cả chúng trừ hai con đều có màu nâu và tất cả chúng trừ hai con đều có màu trắng. Inoni có bao nhiêu con ngựa và chúng màu gì? Cô ấy chỉ có 3 con ngựa, một đen, một nâu và một trắng. Có một tuần lễ tôn vinh sự đa dạng ở trường và một học sinh đã bị cướp. Thám tử Callum đã thẩm vấn 3 nghi phạm chính. Eliza nói rằng cô đã làm việc ở căng tin trong suốt thời gian đó. Asher chỉ vào một trong những lá cờ mà nói rằng cậu đã phải treo nó lại vì nó bị treo ngược. Naya thì nói là học sinh bị cướp đó chính là bạn thân của cô. Vậy nên cô không bao giờ làm chuyện đó. Ai là người có tội? Asher, lá cờ được cho là treo ngược là lá cờ đối xứng. Vào một ngày mưa mùa hè, một ngôi nhà trong một khu phố nhỏ bị cướp trong khi chủ nhà đi vắng. Cảnh sát đã đến thẩm vấn 4 người hàng xóm. Mọi người đều nói rằng vì trời mưa nên họ đã ở nhà ăn uống và xem phim cả ngày. Hãy nhìn vào những ngôi nhà, ai đang nói dối? Là Reed, nhìn kìa, đất dưới gầm xe của anh ta bị ướt, có nghĩa là anh ta về nhà sau khi trời mưa, vì vậy anh ta đã rời khỏi nhà. Cô Virginia Dell là con gái của một quý ông giàu có. Cô đang ở trong phòng khách sạn thì một nhân viên bảo vệ gọi cho cô. Anh ta bảo cô chạy đi vì một tên tội phạm đang lên phòng cô. Dell liền chạy ngay đến thang máy. Nhưng trong mỗi thang đều có một người. Thang máy nào an toàn cho Dell sử dụng? Tên tội phạm rõ ràng là phải đi lên từ tầng 1. Và vì người này đang đi xuống nên sẽ an toàn để đi cùng. Dakota tỉnh dậy trong ngục tối. Cô không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi lang thang, cô phát hiện ra đó là lâu đài của ma cà rồng do chính sinh vật này canh giữ. Ngoài ra, cô còn tìm thấy 3 chiếc giường. Một giường chứa đầy những đồng tiền vàng, một giường chứa đầy các đồng tiền bạc. Còn giường thứ 3 thì đầy kim cương. Dakota có thể mang theo bất cứ chiếc giường nào, nhưng dù sao thì cô cũng không thể vượt qua ma cà rồng. Cô nên làm gì? Dakota nên lấy chiếc dương đựng đồng các tiền bạc. Ma cà rồng sợ bạc, vì vậy cô có thể vượt qua nó. Emilia đang tham gia một game show và đây là nhiệm vụ cuối cùng. Nếu hoàn thành, cô sẽ giành chiến thắng. Emilia có nhiều khối lập phương với những con số. Cô phải lấy 3 trong số đó để tổng của chúng bằng 30. Emilia nên chọn các khối nào?
cô nên lật khối lập phương có số 9 lại để thành số 6, sau đó lấy nó cùng với số 11 và 13. Sienna phải rời khỏi nhà sau đúng 9 phút nữa. Đột nhiên, căn nhà bị cúp điện và điện thoại của cô thì hết pin. Sienna có 2 chiếc đồng hồ cát, một chiếc đo 7 phút và một chiếc còn lại thì đo 4 phút. Sienna có thể sử dụng chúng như thế nào để đo chính xác 9 phút? Sienna nên bắt đầu với việc lật cả 2 chiếc đồng hồ lại cùng một lúc. Khi đồng hồ cát 4 phút chảy hết, cô nên xoay lại lần nữa. 4 phút sẽ trôi qua. Sau đó một chút, khi đồng hồ cát 7 phút chảy hết, Sienna sẽ xoay nó lại. Như vậy sẽ là 7 phút. Chiếc đồng hồ cát 4 phút sẽ chạy thêm 1 phút cùng với đồng hồ cát 7 phút. Khi đồng hồ hết cát, sẽ là 8 phút. Sienna sau đó lật chiếc đồng hồ cát 7 phút lại. Nó sẽ có cát ở nửa trên và chảy hết trong đúng 1 phút. Bây giờ, tôi sẽ cho bạn xem một số hình ảnh và nhiệm vụ của bạn là xem chúng có gì sai. Sẵn sàng chưa? Đây là hình đầu tiên. Bạn nghĩ sao? Chiếc xe này không có vô lăng, đơn giản nhỉ? Còn bức ảnh này, bạn có thấy điều gì kỳ lạ về nó không? Hình ảnh phản chiếu trong gương khác với thực tế. Thế còn bức ảnh này, điều gì thực sự sai ở đây? Những người này đang chơi bóng đá, nhưng lại dùng quả bóng rổ. Còn bức ảnh này, bạn có thấy gì sai sai ở đây không? Mọi người đang ở ngoài không gian, nhưng không mặc bộ đồ vũ trụ. Họ sẽ không thể thở nếu không có chúng. Một số người đi du ngoạn bằng khinh khí cầu. Bạn có thấy điều gì sai ở đây không? Đây chắc chắn không phải là khinh khí cầu. Hãy xem kỹ bức ảnh này và cố gắng tìm ra lỗi sai. Bạn thấy chưa? Nhìn xem, bản lề của cánh cửa không nằm đúng phía. Nhìn này, nó rất đẹp nhỉ, nhưng có gì đó không đúng. Tôi bị dị ứng. Cô gái trẻ à, tôi đã không ăn sô-cô-la trong 30 năm nay. Và Kelly nói, xin lỗi, nhưng lúc tôi đến đây, cái bàn này còn trống nên tôi mới ngồi. Tôi không nhìn thấy cái bánh nào cả. Ai đang nói dối? Cô Green đã nói dối về chứng dị ứng của mình. Cô ấy đang uống sô-cô-la nóng. Tối nay, Mike định đi xem phim với nhóm bạn của mình, Mia, Dan và Crystal. Anh mua một hộp bỏng ngô rất lớn tại lễ hội. Sau đó, Mike đặt nó lên bàn và nói với mọi người, 15 phút nữa, bộ phim sẽ bắt đầu. Tớ còn thời gian để đi vệ sinh. Chờ tớ ở đây và đừng ăn bỏng ngô cho đến khi phim bắt đầu đấy. Trong vài phút, Mike quay lại và thấy rằng hộp bỏng ngô đã phơi một nửa. Mia nói là Crystal đấy. Dan trả lời, cậu ấy nói dối. Còn Crystal nói, Dan nói dối. Bạn có biết ai đã ăn bỏng ngô không? Dan, anh ấy là người duy nhất có vụn bỏng ngô trên má. Trong khi đó, Jennifer đang uống trà một mình ở phía đối diện của khu ăn uống. Bỗng cô nhận được một cuộc gọi công việc và đi ra ngoài nghe máy, để lại ly của mình trên bàn. Một phút sau, Jennifer quay lại và thấy rất khó chịu. Ai đó đã uống hết trà trong ly của cô. Có 3 người đang đứng cạnh cái bàn. Bạn có thể tìm ra người đã uống trà của Jennifer không? Người phụ nữ đứng ở giữa, cô ta đã để lại dấu son màu tím ở trên chiếc ly. Bạn có biết ai là người thuận tay trái trong số 5 người này không? Đó là nhân viên pha chế. Cô ấy đang đứng và cầm cốc nước bằng tay phải. Trong khi đó,
cô đang phục vụ khay đồ uống bằng tay trái. Vì vậy, khả năng cao cô ấy là người thuận tay trái. Marta đang pha nước trái cây. Công thức bao gồm 90% chất lỏng và 10% hỗn hợp trái cây tươi. Tổng khối lượng của hỗn hợp là 9kg. Sau khi đun sôi đồ uống một lúc, Marta nhận thấy chất lỏng đang dần bay hơi. Bây giờ, chất lỏng chỉ chiếm 50% tổng khối lượng. Vậy khối lượng của đồ uống bây giờ là bao nhiêu? Ban đầu, chất lỏng chiếm 90% tổng hỗn hợp, tương đương 8kg, và khối lượng của trái cây là 1kg. Trước đó, trái cây chiếm 10%, và bây giờ nó chiếm 50% tổng khối lượng, nhưng khối lượng của nó vẫn là 1kg. Vì chất lỏng hiện chỉ góp 50%, nên nó cũng chỉ nặng 1kg. Vì vậy, tổng khối lượng của thức uống trái cây mà Marta làm là 2kg. Diana, Frank, Quentin cùng nhau nấu mì Ý. Họ cùng lúc nấu sôi nước trong 3 nồi giống hệt nhau, nhưng nước của Frank sôi trước. Bạn có biết lý do không? Anh ấy là người duy nhất đậy nắp. Và cuối cùng, hãy cùng nhìn vào bên trong kho thực phẩm nha. Bạn có thấy điều gì kỳ quặc không? Cây bắp cải này có mắt.